Marcus Aurelius đã từng nói, tâm hồn sẽ được nhuộm màu bởi những suy nghĩ của nó. Mỗi ý tưởng, mỗi cảm xúc thoáng qua sẽ góp phần tạo nên con người bạn. Vì vậy, hãy tưởng tượng về một phiên bản của chính bạn, sắc bén hơn, sáng tạo hơn và đầy tri thức mới mẻ. Đó không phải là một giấc mơ xa xôi, mà là một hiện thực rõ ràng. Trong video này, bạn sẽ học được 10 kỹ thuật khắc kỷ hiệu quả để nâng cao trí thông minh của mình. Hãy nắm bắt cơ hội này để khám phá mọi khía cạnh của tâm trí bạn và tiềm năng vô hạn mà nó mang lại. Nếu bạn đam mê với hành trình phát triển cá nhân mà chúng tôi chia sẻ, hãy nhấn vào nút đăng ký và bật thông báo. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu một hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. 1. Sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi. Thay đổi là một hằng số. Sự thay đổi theo mùa, công nghệ phát triển và ngay cả những món ăn nhẹ yêu thích của chúng ta cũng có thể có công thức mới. Trong khi nhiều người trong chúng ta chống lại sự thay đổi, lo sợ những điều chưa biết hoặc mất đi những gì quen thuộc, thì những người theo chủ nghĩa khắc kỷ lại coi sự thay đổi như một phần tự nhiên của cuộc sống và là một người thầy sâu sắc. Hãy thử nghĩ mà xem, chẳng phải mỗi khi bạn trưởng thành đều đi kèm với sự thay đổi sao? Cho dù đó là việc chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu một công việc mới hay thậm chí là đọc một cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn, sự thay đổi sẽ đẩy chúng ta ra khỏi vùng an toàn và thách thức chúng ta thích nghi. Sự thích nghi, sự học hỏi này nhằm phát triển trong bối cảnh thay đổi là điều giúp mài giũa trí tuệ và khả năng phục hồi của chúng ta. Marcus Aurelius, ngọn đèn của trí tuệ khắc kỷ, từng trầm ngâm rằng mất mát chẳng phải gì khác ngoài sự thay đổi, mà là sự thay đổi lại là niềm vui của tự nhiên. Quan điểm này vừa mới mẻ, vừa mang lại sức mạnh. Thay vì coi sự thay đổi là một mất mát, chúng ta có thể coi đó là một cơ hội để học hỏi, thích nghi và phát triển. Giờ đây, đón nhận sự thay đổi không có nghĩa là chúng ta nên liều lĩnh chạy theo mọi xu hướng mới hoặc liên tục đánh đổi cuộc đời mình. Thay vào đó, đó là việc phát triển một tư duy linh hoạt. Đó là hiểu rằng sự thay đổi, dù lớn hay nhỏ, là cơ hội để học hỏi điều gì đó mới mẻ. Khi chúng ta tiếp cận sự thay đổi với sự tò mò thay vì sợ hãi, chúng ta không chỉ điều hướng những thăng trầm của cuộc sống một cách khéo léo mà còn liên tục mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình. Lần tới khi bạn đối mặt với một sự thay đổi, dù đó là một phần mềm mới tại nơi làm việc hay một đoạn đường vòng khác trên con đường về nhà thông thường, hãy hít sâu một hơi và đón nhận nó. Hãy nhớ rằng mỗi thay đổi là một bài học đang chờ được học hỏi, và với mỗi bài học, trí tuệ của chúng ta sẽ lớn lên. 2. Chấp nhận sự khó chịu để phát triển. Khi nghĩ đến sự thoải mái, chúng ta thường tưởng tượng đến chăn ấm đệm êm, chương trình truyền hình yêu thích, hoặc có lẽ là một tách cao cao ấm nóng vào một ngày trời đông lạnh giá. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng con đường dẫn đến trí tuệ và sự thông thái thực sự thường nằm ngoài vùng thoải mái này? Chủ nghĩa khắc kỷ, một triết lý cổ xưa đã tồn tại qua thách thức của thời gian, dạy chúng ta rằng đón nhận sự khó chịu có thể là một công cụ mạnh mẽ để phát triển bản thân. Hãy tưởng tượng bạn đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức, như học một ngôn ngữ mới hoặc thành thạo một nhạc cụ. Bạn có xu hướng bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn hoặc hoàn toàn né tránh những thử thách này. Nhưng các nhà khắc kỷ tin rằng chính những khoảnh khắc khó chịu này mới mang đến những cơ hội lớn nhất để phát triển. Bằng cách vượt qua nỗi bất an và đấu tranh, chúng ta không chỉ đạt được những kỹ năng mới mà còn phát triển khả năng phục hồi và sự dẻo dai về tinh thần, có thể giúp ích cho chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Marcus Aurelius từng nói, trở ngại chính là con đường. Điều này có nghĩa là những thách thức và trở ngại mà chúng ta gặp phải không phải là rào cản đối với sự phát triển của chúng ta, mà chính là con đường dẫn lối chúng ta. Bằng cách điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và coi sự khó chịu là cơ hội chứ không phải là trở ngại, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của nó để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Hãy nghĩ đến trí tuệ khắc kỷ vào lần tới khi bạn đối mặt với một nhiệm vụ đầy thử thách hoặc một tình huống khó chịu. Hãy chấp nhận sự khó chịu và biết rằng với mỗi trở ngại vượt qua, bạn không chỉ trở nên thông minh hơn mà còn xây dựng một phiên bản mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn của chính mình. 3. Duy trì việc học tập suốt đời. Sự kết thúc của giáo dục chính quy, dù ở trường phổ thông hay đại học, không nên được coi là đánh dấu sự kết thúc của việc học. Nếu có, thì đó chỉ mới là sự khởi đầu. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng mỗi ngày đều mang đến những cơ hội mới để học hỏi, phát triển
và hoàn thiện sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Khái niệm học tập suốt đời này không phải là tích lũy bằng cấp hay chứng chỉ. Đó là việc nuôi dưỡng sự tò mò và khao khát kiến thức tồn tại suốt đời. Hãy nghĩ về sự ngạc nhiên của một đứa trẻ khi chúng ta gặp điều gì đó mới mẻ. Mắt chúng sáng lên, các câu hỏi tuôn ra và trí tưởng tượng của chúng bay bổng. Khi trưởng thành, bạn rất dễ mất đi cảm giác ngạc nhiên này do những trách nhiệm và thói quen của cuộc sống hàng ngày. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể khơi dậy lại tia lửa đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp cận mỗi ngày cùng với sự háo hức học hỏi và khám phá? Epictetus, với sự mộc mạc sâu lắng của mình, đã tuyên bố chỉ những người có học mới được tự do. Về cốt lõi, đây không chỉ là về giáo dục chính quy, đó là sự tự do đến từ sự hiểu biết, từ việc mở rộng tầm nhìn của chúng ta và từ việc không ngừng tìm kiếm kiến thức. Khi chúng ta cam kết học tập suốt đời, chúng ta đang trang bị cho mình những công cụ để vượt qua những phức tạp của cuộc sống một cách khôn ngoan. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, các tài nguyên để học luôn nằm trong tầm tay chúng ta, từ các khóa học trực tuyến đến podcast, từ phim tài liệu đến ứng dụng tương tác. Con đường mở rộng kiến thức của chúng ta là vô tận. Nhưng học tập suốt đời không chỉ là tiếp thu nội dung, đó là về sự phản ánh, ứng dụng và chia sẻ. Đó là việc lấy những gì chúng ta học được và dệt nó vào tấm thảm của cuộc sống, khiến chúng ta suy nghĩ phong phú hơn và hiểu biết sâu sắc hơn. Khi bạn tiến về phía trước, hãy nhớ rằng mỗi ngày là một lớp học, mỗi tương tác là một bài học và mỗi thử thách là một cơ hội học hỏi. Hãy đón nhận hành trình học tập suốt đời và chứng kiến trí thông minh, trí tuệ và sự hiểu biết của bạn bay lên một tầm cao mới. 4. Nuôi dưỡng lòng biết ơn như một cánh cửa dẫn đến trí tuệ. Thoạt nhìn, lòng biết ơn có vẻ giống như một cảm xúc, một cảm giác thoáng qua mà chúng ta trải qua khi ai đó làm điều gì tử tế cho chúng ta. Nhưng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ nhìn nhận lòng biết ơn ở một khía cạnh khác. Đối với họ, lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc, đó là một thực hành, một lăng kính mà qua đó chúng ta có thể nhìn thấy thế giới và từ đó nâng cao hiểu biết và trí thông minh của chúng ta. Lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta nhận ra giá trị trong mọi khoảnh khắc, mọi tương tác và mọi thử thách. Khi biết ơn, chúng ta sẽ hòa hợp hơn với những bài học mà cuộc sống mang lại. Thay vì than thở về những điều mình thiếu, chúng ta hạnh phúc với những gì mình có và qua đó chúng ta tìm thấy sự rõ ràng, góc nhìn và sự trân trọng sâu sắc hơn đối với những rắc rối của cuộc sống. Marcus Aurelius trong thời khắc suy tư của mình đã viết: khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ về đặc ân quý giá là được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được yêu thương. Đây không chỉ là lời kêu gọi để biết ơn cho một ngày mới, đó là lời mời tiếp cận mỗi ngày với sự ngạc nhiên, tò mò và lòng biết ơn. Bằng cách đó, chúng ta mở ra cho mình vô số bài học và hiểu biết sâu sắc trong từng khoảnh khắc. Trong thế giới có nhịp độ hối hả ngày nay, bạn rất dễ bị cuốn vào những cuộc đua, tập trung vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo mà bỏ qua hiện tại. Nhưng bằng cách nuôi dưỡng lòng biết ơn, chúng ta sẽ đặt mình vào hiện tại. Chúng ta trở nên quan sát hơn, suy ngẫm nhiều hơn và cởi mở hơn với trí tuệ xung quanh mình. Cho dù đó là niềm vui trong tiếng cười của một đứa trẻ, bài học trong một dự án thất bại hay vẻ đẹp trong ánh hoàng hôn. Lòng biết ơn khuếch đại khả năng nhìn nhận, học hỏi và phát triển của chúng ta. Vì vậy, khi bạn định hướng cuộc hành trình của cuộc đời, hãy nhớ dừng lại và tạ ơn, không chỉ trong những dịp đặc biệt hay trong những khoảnh khắc thành công, mà trong mỗi ngày, dù lớn hay nhỏ, vì với lòng biết ơn, chúng ta không chỉ tìm thấy niềm vui, mà còn tìm thấy con đường dẫn đến trí tuệ, sự hiểu biết và thông thái hơn mỗi ngày. 5. Sức mạnh của sự quan sát. Bạn đã bao giờ dừng lại để ngắm một chiếc lá rung rinh trong gió, hay quan sát những hình dạng phức tạp của xương giá trên khung cửa sổ chưa? Mặc dù những khoảnh khắc này có vẻ đơn giản hoặc thậm chí trần tục, nhưng chúng chứa đựng một bí mật mà các nhà khắc kỷ hiểu sâu sắc sức mạnh của sự quan sát bằng chánh niệm. Quan sát bằng chánh niệm là thực sự nhìn thấy thế giới xung quanh chúng ta, chứ không chỉ nhìn lướt qua. Đó là việc đắm mình vào thời điểm hiện tại, chú ý đến các chi tiết và ngạc nhiên trước vẻ đẹp cũng như sự phức tạp của cuộc sống. Khi quan sát bằng chánh niệm, chúng ta không chỉ là những khán giả thụ động, chúng ta là những người tham gia tích cực vào thế giới, tiếp thu kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ môi trường xung quanh. Seneca, nguồn sáng của chủ nghĩa khắc kỷ, từng tư duy: thời gian khám phá ra sự thật, cái nhìn sâu sắc này có thể được áp dụng vào việc thực hành quan sát bằng chánh niệm của chúng ta.
bằng cách dành thời gian để thực sự quan sát, chúng ta khám phá ra sự thật về thế giới, về người khác và về chính bản thân mình. Chúng ta bắt đầu thấy các khuôn mẫu, tạo ra các kết nối và phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự phức tạp của cuộc sống. Ngày nay, với màn hình điện tử và những thứ gây sao lãng luôn tranh giành sự chú ý của chúng ta, việc dành một chút thời gian để quan sát có vẻ không phù hợp. Nhưng chính trong những khoảnh khắc quan sát yên tĩnh này, tâm trí chúng ta có thể mở rộng và trí tuệ của chúng ta có thể phát triển. Cho dù đó là ngắm nhìn những đợt sóng lên xuống nhịp nhàng trên bãi biển, quan sát cuộc sống nhộn nhịp ở quảng trường thành phố, hay thậm chí chỉ chú ý đến ánh sáng xuyên qua tán lá cây, thì vẫn có một thế giới tri thức đang chờ được khám phá. Mỗi ngày, hãy dành vài phút để quan sát trong chánh niệm. Hãy gạt bỏ những phiền nhiễu sang một bên, tĩnh tâm và thực sự nhìn nhận thế giới xung quanh bạn. Khi làm như vậy, bạn sẽ không chỉ tìm thấy vẻ đẹp trong cuộc sống hàng ngày, mà bạn còn nuôi dưỡng trí tuệ của mình một cách sâu sắc. 6. Nghệ thuật lắng nghe tích cực. Tất cả chúng ta đều đã từng ở đó, ngồi đối diện ai đó, gật đầu, nhưng tâm trí chúng ta ở cách xa ngàn dặm. Có lẽ chúng ta đang nghĩ đến những danh sách công việc cần làm, chương trình truyền hình mới nhất, hoặc bữa tối chúng ta sẽ ăn gì. Nhưng đây là một bí mật mà các nhà khắc kỷ biết rõ. Trí thông minh thực sự không chỉ ở khả năng nói, đó là khả năng lắng nghe, không chỉ nghe lời nói mà còn thực sự hiểu chúng. Lắng nghe tích cực không chỉ là im lặng khi người khác nói, đó là về việc hiện diện, dành cho họ hoàn toàn sự quan tâm của bạn và tìm cách hiểu đầy đủ quan điểm của họ. Đó là việc đặt câu hỏi, thể hiện sự đồng cảm và kiềm chế đưa ra kết luận hoặc đưa ra phản hồi ngay lập tức. Khi chúng ta chủ động lắng nghe, chúng ta không chỉ tỏ ra lịch sự, chúng ta đang tiếp thu kiến thức, hiểu những quan điểm khác nhau và mở rộng tầm nhìn của mình. Nhà triết học khắc kỷ Epictetus từng nhận xét, chúng ta có hai tai và một miệng để có thể nghe nhiều gấp đôi nói. Đây không chỉ là một nhận xét dí dỏm, đó là một cái nhìn sâu sắc về bản chất con người. Bằng cách thực sự lắng nghe, chúng ta mở ra cho mình một thế giới kiến thức và trải nghiệm rộng lớn có thể làm phong phú thêm tâm trí và tâm hồn của chúng ta. Xã hội ngày nay thường đánh giá cao những câu trả lời nhanh chóng và những sự đáp lại dí dỏm, nhưng việc dừng lại, lắng nghe và suy ngẫm có sức mạnh to lớn. Bằng cách thực hành lắng nghe tích cực, chúng ta không chỉ nâng cao các mối quan hệ mà còn cả trí thông minh của mình. Chúng ta trở nên hiểu biết hơn, đồng cảm hơn và kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh. Vì vậy, lần tới khi bạn đang trò chuyện, hãy thử thách bản thân thực sự lắng nghe. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mình học được đấy. 7. Giá trị của sự tương tác đa dạng. Một trong những trải nghiệm phong phú nhất trong cuộc sống là được tương tác với nhiều người thuộc nhiều vùng miền, nền văn hóa và địa vị xã hội khác nhau. Mỗi người mang trong mình một vũ trụ kinh nghiệm và kiến thức. Những các triết gia khắc kỷ bằng trí tuệ của mình đã nhận ra rằng trí thông minh của chúng ta không chỉ được định hình bởi sách vở hay những sự suy ngẫm đơn độc mà còn bởi sự kết hợp của những người mà chúng ta tiếp xúc. Hãy cân nhắc điều này, mỗi cuộc trò chuyện là một cơ hội để học hỏi, cho dù đó là trò chuyện với nhân viên pha chế về quê hương của họ, cuộc thảo luận sâu sắc với đồng nghiệp ở bộ phận khác hay tâm sự với ông bà về tuổi trẻ của họ. Mỗi tương tác mang đến một góc nhìn mới mẻ, một mảnh ghép mới của cuộc sống. Nhà triết học khắc kỷ Seneca từng nhận xét, hãy kết giao với những người có khả năng cải thiện bạn. Mặc dù lời khuyên này là vàng, nhưng cũng cần lưu ý rằng, sự cải thiện không chỉ mang đến từ các chuyên gia hoặc cố vấn, đôi khi những hiểu biết sâu sắc nhất lại đến từ những nguồn không ngờ tới nhất. Bằng cách cởi mở với những tương tác đa dạng, chúng ta tiếp cận với nhiều ý tưởng, câu chuyện và trải nghiệm đa dạng hơn. Điều này không có nghĩa là bạn nên bắt chuyện với mọi người bạn gặp, mà đó là sự cởi mở và tò mò. Đó là việc nhận ra rằng mỗi cá nhân, bất kể địa vị hay xuất thân, đều có điều gì đó có giá trị để chia sẻ. Trong một thế giới mà chúng ta dễ dàng ở trong vùng an toàn của mình, việc mạo hiểm ra ngoài và tìm kiếm những tương tác đa dạng có thể là một công cụ mạnh mẽ để phát triển bản thân. Vì vậy, hãy tìm kiếm cơ hội để giao lưu với nhiều người khác hàng ngày. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ, đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của riêng bạn. Thông qua những tương tác này, bạn không chỉ nâng cao hiểu biết của mình về thế giới mà còn thấy trí tuệ của mình phát triển theo những cách mà bạn chưa từng tưởng tượng ra. Kỹ thuật nào trong số những kỹ thuật khắc kỷ này gây ấn tượng với bạn nhất? Hãy cho chúng tôi biết ở dưới phần bình luận nhé! Sự thông thái của các nhà khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng hiểu biết là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ. Những hiểu biết sâu sắc ngày nay chỉ là bước đệm trên con đường phát triển chung của chúng ta. Nếu bạn coi trọng việc theo đuổi kiến thức này,
vui lòng ấn đăng ký và like video này. Và hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình học hỏi và phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!